Lễ dỗ cha Francisco Trương Bửu Diệp lại trở về vào ngày 12 tháng 3 hàng năm. Như một phép lạ tái diễn, nhờ lời bầu cử chị tôi tớ trung thành, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, dòng người từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây, từ quốc nội cũng như hải ngoại đều tổ chức lễ dỗ cho ngài. Tại thành phố Houston, như hàng năm, đều cử hành thánh lễ dỗ cha Francisco Trương Bửu Diệp. Năm nay được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, ngày 28 tháng 2 năm 2015, tại thánh đường St. Elizabeth and Seton thuộc vùng Northwest Houston, dưới sự chủ tế của Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng. Chúng tôi xin tóm tắt sơ lược tiểu sử của Linh Mục Francisco Trương Bửu Diệp. Cha Francisco Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897, được rửa tội ngày 2 tháng 2 tại Hòa Đạo Cồn Phước, làng Tấn Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 1904, lúc ngài lên 7 tuổi thì mẹ mất. Theo cha, gia đình dời lên Pa Tam Bang ở Campuchia để sinh sống. Năm 1909, cha vào tiểu chủng viện Cù Lao Viên thuộc xã Tấn Mỹ, chợ Mới, An Giang. Năm 1924, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Giang. Năm 1924 đến năm 1927, được bề trên bổ nhiệm làm cha phó hộ đạo Hố Trư, một hộ đạo của người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Kendo, Campuchia. Năm 1927 đến năm 1929, ngài về làm giáo sư tại tiểu chủng viện Cù Lao Viên. Cho đến tháng 3 năm 1930, ngài về nhậm hòa đạo Tắc Xảy. Năm 1945 đến năm 1946, chiến tranh loạn lạc, dân chúng nhiều người chi tản. Cha bề trên địa phận khuyên ngài tạm lánh, khi nào tình hình yên ổn thì trở về hòa đạo. Nhưng ngài trả lời: tôi sống giữa đoàn chiên, và nếu có chết thì cũng giữa đoàn chiên, tôi không đi đâu hết. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị Nhật bắt cùng với trên 70 người giáo dân tại hòa đạo Tắc Xảy. Tất cả bị lùa đi và nhốt chung tại lẫm lúa của ông giáo sự ở cây dừa. Cha đã chết thay cho những người bị bắt chung. Giáo dân đã tìm thấy xác ngài từ một cái ao của ông giáo sự và được chôn cất trong phòng thánh của nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt của ngài được di dời về nhà thờ Tắc Xảy. Hiện nay, tuy giáo hội Công giáo chưa xét phong thánh cho cha Bửu Diệp, nhưng trong lòng nhiều tín hữu Công giáo, kể cả một số người thuộc các tôn giáo khác, đã xem cha như một vị thánh, vì rất nhiều người khấn xin với ngài và được ngài ban cho như ý. Tại các nhà thờ Công giáo trong nước, rất nhiều giáo dân xin lễ tạ ơn ngài. Đặc biệt, nhiều người không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo cũng rất kính mến, tin tưởng ở ngài. Những tấm bản tạ ơn cha Francisco Trương Bửu Diệp nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Đáng cử hành thánh lễ này, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận những thiếu sót trong cuộc sống. Xin Chúa ban ơn tha thứ để chúng ta dâng lên Thiên Chúa một thánh lễ thật trang nghiêm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, một người mà chúng ta nghĩ rằng có thể gần tới hoàn hảo, đó là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp mà chúng ta mừng lễ hôm nay, nhân dịp ngày lễ dỗ lần thứ 69. Ngài được Chúa gọi về và tử vì đạo là ngày 12 tháng 3 năm 1946, đến đây đã được 69 năm. Và ngày hôm nay, ngôi mộ của ngài được đặt ngay tại trong khuôn viên nhà thờ Tắc Xảy ở Bạc Liêu gần Cà Mau. Có một nhà thơ đã tâm sự và viết lên những dòng thơ về cha Trương Bửu Diệp như sau: nơi Tắc Xảy vào một chiều im vắng, những hàng cây cầu nguyện với trăng sao, bên mộ ngài hồn con loạn xiết bao, đôi dòng luyện trút mãi niềm câm lặng. Con quỳ đây nhưng tâm hồn sao lắng lặng, như oan hồn đau khổ quấn bên cha. Con quỳ đây bao nỗi buồn tha thiết, của cuộc đời gian truân đầy nghịch cảnh,
Cha Diệp ơi, chút lên cha bao nỗi niềm u uẩn, vương vấn mãi chọn cuộc đời con đi. Con làm gì khi dòng lệ vẫn hoen mi, khóc với cha bao cơn bệnh hồn xác, hướng về cha bao linh hồn tan nát. Giữa cuộc đời buồn gấp vạn lần vui, cha Diệp ơi, hồn con cảm mến không nguôi, cha thương xót đoàn chim đang tản mát. Cha Diệp ơi, dù còn đời hay mất, giữa cơn lốc dập vùi của thương đau, giữa cơn mê trần tục vẽ muôn màu, đang lôi cuốn vạn người vào hư ảo. Cha Diệp ơi, hướng về cha bao người đang thiểu não, lê gót màng vạc nẻo khắp năm châu, tìm hạnh phúc thiên đường ở đâu, cha thương xót giữ gìn họ luôn nhé. Thưa quý bà và anh chị em, với những dòng thơ và những lời nhạc cũng như những bài viết của bác Hạnh đã cho chúng ta thấy được một bức hình, một chân dung của một con người tử vì đạo, của một linh mục tử vì đạo chết thay cho đoàn chiên 70 người. Thay vì cả 71 người đều chết, nhưng cha đã mạnh dạn đứng ra can ngăn để rồi một mình cha chết, để 70 người kia còn sống. Ngày hôm nay cũng còn rất những nhiều người còn sống lại ở bên Bạc Liêu và Cà Mau, và chính con đã gặp ít nhất là 4 người rồi. Họ vẫn còn nhớ cái ngày đó là bị ức hiếp, và sau cùng cha nói rằng những người 70 người này vô tội, nếu cần làm gì thì tôi là người đại diện. Và họ không nói một lời, họ đến họ bắt cha đi, và họ đưa cha ra ngoài một cái ao ở gần nhà thờ Phúc Kéo, rồi họ bắt quỳ xuống và họ chém từ đằng sau óc, chém bằng mã tấu, chém từ sau óc, và đặt xác của ngài đi xuống dưới cái ao đó. Mãi mấy ngày hôm sau thì người ta mới thấy ánh sáng từ cái ao đó lên lạ lùng, thì những người trong lính của cao đài họ nhìn thấy, họ bắn xả vào đó, họ tưởng là có con vật gì lạ. Nhưng mà những người công giáo nhìn thấy thì mới chạy đến để xem, tò mò đến xem, thì mới thấy là xác của cha bị nổi bệnh ở đó. Cho nên là các ông trong ban hành giáo đã đến đó vớt xác của cha, và vớt một cách âm thầm kín đáo, và mang về nhà thờ Khúc Tréo, cách xa nhà thờ Tác Sĩ con nghĩ khoảng chừng 20 cây số, cùng trên một con đường. Thì mang về nhà thờ Khúc Tréo và không biết mang đi đâu hết, mang vô cái phòng mặc áo của các cha đó, rồi đào xới ngay trong cái phòng đó, đào hố và chôn xác ngài ngay tại đó tạm thời. Ngày hôm nay dấu tích đó vẫn đang còn, nếu chúng ta có dịp về thăm. Và mãi đến năm 1969 thì Đức Giám Mục của Giáo phận Cần Thơ cho chuyển dời xác của ngài về chính nơi mà ngài đang làm cha chánh xứ, cha sở khi ngài tử đạo, và đã đưa về nhà thờ Tác Sậy ở Bạc Liêu gần Cà Mau. Đời con là đất hoa tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã dòng con, cùng ân trợ con tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nơi hoa kia, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn con, xin tạ ơn Chúa. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cha Trương Bố Diệp, và thân bạc quyên thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vui hơn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời. Tôi lỗi, cảm xót con, luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa.
cha Francisco Trương Bửu Diệp chưa được giáo hội chính thức tuyên phong, nhưng chúng ta tin rằng một ngày rất gần, giáo hội sẽ dùng quyền tối cao đại diện dân thánh để tuyên thánh cho cha Diệp. Mỗi người tín hữu Việt Nam, đặc biệt mọi thành phần tín ngưỡng, sắc tộc, chức sắc, đạo, đời đều mong mỏi điều ấy. Trong khi chờ đợi ngày hồng phúc xảy ra, sau khi lễ dỗ cha Diệp kết thúc, phóng viên của đài APTV 55.4 được linh mục Linh Hướng Francisco Trịnh Tuấn Hoàng cho biết về tiến trình xin phong thánh. Kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình APTV. Tôi là linh mục Trịnh Tuấn Hoàng. Ngày hôm nay tại Houston, trong những ngày của đầu tháng 3, chúng tôi đang đứng tại nơi đây để kêu gọi cùng quý vị trong tiến trình phong thánh của cha Trương Bửu Diệp. Thì như giáo hội Công giáo, tiến trình phong thánh gồm 4 bước. Bước thứ nhất là được tôn xưng lên bậc đáng kính. Bước thứ hai là lên hàng tôi tớ Chúa. Bước thứ ba là chân phước á thánh. Bước thứ tư là được làm thánh. Thành ra là chúng ta có tiến trình của cha Trương Bửu Diệp thì đã bước qua giai đoạn số 1 rồi. Bây giờ giáo hội vừa chấp nhận để được bước qua giai đoạn thứ hai để làm hồ sơ xin được làm hàng tôi tớ Chúa, tức là giai đoạn số 2. Trong giáo hội Công giáo Việt Nam, ngoài cha Trương Bửu Diệp là đã xong bậc số 1, thì chúng ta thấy có Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận thì đã được bậc thứ 2 cách đây vài năm. Do đó trong cái tiến trình phong thánh này cần có nhiều lời cầu nguyện của quý ông bà và anh chị em, cần có thêm nhiều nhân chứng để gửi thẳng về giáo phận Cần Thơ với Đức Cha Tri Bửu Thiên hiện nay ở giáo phận Cần Thơ, là bởi vì tất cả những hồ sơ được thiết lập là bắt đầu từ cấp giáo phận của giáo phận Cần Thơ. Rất mong quý ông bà và anh chị em cộng tác để một ngày nào đó cha Francisco Trương Bửu Diệp được tôn vinh. Đây là tất cả tấm lòng chân thành và lời cầu nguyện xin gửi đến toàn thể quý ông bà và anh chị em.